Tôi á, là tôi sinh năm 48, Dạ. nhưng mà năm 67 á, là bắt đầu bị về Tết Mậu Thân 68 đã đánh quá đó. Dạ. Tôi 67 tôi ra Biên Hùng này, Biên Hùng tôi có đưa cái ấy Biên Hùng lên đó, Dạ. là tôi đăng ký, tôi đăng Biên Quân Dạ. tôi đi ra ngoài, tưởng sao học cái gì đâu mà mới có mấy tháng chưa được cái gì hết. 68 cái đưa đưa tôi về Sài Gòn, là tôi đánh được được hai, tôi đánh ở Chợ Lớn, Dạ. ở Minh Phụng rồi đó. Tôi đánh đợt hai đánh xong xuôi rồi mới là tôi mới ra Đa Phước, Đa Phước Cần Giuộc Long An đó. Tôi đóng thì đang đóng đóng ở đó thì có lệnh là tôi qua Campuchia, không biết Campuchia Dạ. thì mới mà là máy bay nó bốc tôi ra ngoài Trảng Lớn Tây Ninh. Dạ. Bắt đầu Tây Ninh cái nó đẩy tôi qua bên Campuchia, là tôi giữ ở Nét Dạ. Cao Cao Su Chúc nè, rồi Rét nè, rồi ấy, rồi khi mà ông Đỗ Cao Trí chết là hiện tại cái đơn vị tôi là đi vô bảo vệ cái xác còn lúc đó đó. Là lúc đó là con có đi quay mộ bên gia đình ông Đỗ Cao Chí. Đó, Dạ, nhưng mà bây giờ nó giải tỏa rồi cái mộ của ông giải tỏa, nhưng mà mộ gia đình đó của ông Đỗ Cao Thứ rồi này nọ đồ đó, là hội đồng Đỗ ngày Cao xưa. Lụa có đầu này kia lại Dạ. nhóc nhiều lắm. Ủa lúc đó là chú là qua để bảo vệ xác của ổng hả? Không phải, Không tôi phải. là bây giờ tôi nói nè, tôi là binh nhì Dạ. liên đoàn 5 Bình Quân, đại đội 2 liên đoàn 5 Bình Quân Dạ. KBC nó 3508 đó. Dạ. Ông Ngô Minh Hồng là liên đoàn trưởng lúc đó, lúc sau này ông Ngô Minh Hồng mới ấy, còn trước là ông Đại tá Đương Dạ. đó, là sếp của tôi. Dạ. Còn một trước ông nữa tôi quên tên rồi, mình nói bất tử tôi quên rồi. Dạ. Thì khi mà ông Đương chết thì ông Ngô Minh Hồng mới nhảy lên làm liên đội trưởng, là lúc đó đóng ở cao cao su chúc ở Rét đó, căn Dạ. cứ Rét đó. Tôi cũng bị đánh nó tơi bời luôn đó, tôi mất tích rồi kia ngày tôi cũng bị tôi trốn tôi ra được, tôi trốn vô cái xác của mấy ông lính tôi ấy, tôi nằm vô cái bành nó câu về mà không được, sáng ra là mấy ông lượt cũng mấy ông bắn đó. Nhiều lắm mà nằm vô sát Trời chứ ơi, tôi nó bành bành câu một lần nữa là về thúi, để nó cả tuần lễ nó thúi câu lên. Mấy ông rượt tôi mới không biết làm sao, tôi mới nhào vô cái đống xác đó, tôi lấp lại tôi nằm trong tôi hửi trời. trốn. Thế là mấy ông lại nói tao thấy nó vô đây bắn vô, thằng kia nó ôi dịch mẹ, người ta chết rồi bắn gì nữa, cái là bỏ đi. Sáng Dạ. sáng tôi dậy tôi cởi đồ bông tôi giục tôi lụm mấy mấy ông chết, tôi lột bộ đồ tôi bận vô tôi chạy tiếp, tôi chạy trốn về tới ông Hồng. Nhiều lắm hả chú, nó nhiều lắm mà sao mà mình phải phải mà đắp xác lên dữ vậy? Trời ơi, tôi nói chết ra bành bành á, chết là người là mình cứ gom ra là mình bỏ vô cái bành mình câu về nghĩa trang quân đội đó, trở về đó rồi mới mới tẩn liệm rồi mới chôn mấy cái trong quân đội. Lúc lúc đó là 69, 68 tôi qua, 69 là Campuchia, 70 là bắt đầu là tôi đánh cho tới 70, 71 hạ Lào là có cái tên của tiểu đoàn tôi đi, nhưng mà cuối cùng nó đổi là tiểu đoàn 39, tiểu đoàn 39 qua bến Banh Chành nữa, còn thằng nào vậy đó. Nhưng 38 tôi qua là tôi có đưa cái hình 38 lên đó. Đó, bắt đầu là vậy rồi, bắt đầu rồi. Xong rồi cái tưởng sao về về Campuchia, về tới Việt Nam. Mấy ông bốc tôi ra tiếp diện cho vào vùng 1 Quảng Trị. Sư đoàn 3 nó đánh không nổi, đưa tụi tôi liên 5, liên 4, liên này kia. Ông Nguyễn Văn Nam là ông là trước đi với tôi, ông là đại đội trưởng trinh sát 38. Tụi tôi vô căn cơ giúp bị đánh tanh bành ông Nam muốn cứu ông tiểu đoàn 30 cứu cứu tụi tôi ra ra được cái giờ đó, cái tụi tôi về Tây Ninh, về đó được nghỉ dưỡng ở Tây Ninh. Nhưng mà 30 với 33, 38, 30, 33 đánh rất là hay. Ông Nam ông coi đó, ông bây giờ ông lên thiếu tá rồi, ông rất là hay đánh tụi tôi. 38 nó thiệt vô trước là tụi tôi bị banh chành rồi, tôi đái là tôi uống rồi mà, trong đó tôi vô không có nước uống, đái là 13 giờ đêm đái là uống. Cuối cùng cái là tưởng sao về được nghỉ ở ở Trảng Lớn, bốc đẩy tôi ra vùng 1, ra ngoài ra tới ngoài tiếp cho sư đoàn 3. Bắt đầu đánh từ đó đánh dài vô, đánh dài vô, dài vô, dài vô riết rồi tôi thất lạc ở ngay cầu 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 dài Quảng Trị cái gì đó. Là vì khi tới tới đó tưởng đâu ngon nằm nghỉ, mấy ổng ở trên cầu mấy ổng bắn xuống chạy thấy mẹ lội ra, cái tôi mới chạy thất lạc, tôi bị bắt ở Cát Hải Lăng ngày 2 tháng 5.
bị bắt đưa tôi ra đi bộ ra tới ngoài Thanh Hóa Nghệ An tôi học tập hoài á. Năm bao nhiêu chú? Năm đó là năm 72. 72. 73 là trao đổi tù binh. Yeah. Đó, 72 thì tôi ở tù mới có được chưa được năm thì 73 hiệp định Paris. Hiệp định đó về trao đổi tù binh đó, ngưng bắn đó. Yeah. Thì mới trao đổi cho tôi là về bờ sông Bạch Hãn. Yeah. Ngày 2 tháng 5 là tôi có mặt ở bờ sông Bạch Hãn mới trao ở ngày không phải 2 tháng 5 năm 73, ngày 2 tháng 5 là ngày tôi bị bắt. Yeah. 73. Năm 73 thì hiệp định Paris nó bắt đầu về. Về cái bắt đầu tôi xin giải ngũ luôn. Đó tôi xin giải ngũ ông thiếu ông đại quý Trần Đình Tự và trưởng ban ba đi ra ngoài học tập riêng với tôi. Ông sĩ quan ra Hà Nội, tôi là học ở Thanh Hóa. Khi ông về ông nắm là tiểu đoàn 38 ông đánh. Ông lên thì ông trưởng ông đánh. Ông đánh thì ông bị chết ở dưới Hóc Môn á. Ông bị năm 30 tháng 4 là ông bị chết. Còn cái ông Đỗ Cao Chí là ông bị, nghe nói là hình như là ông bị nổ máy bay mà đúng không? Nổ máy bay nhưng mà mình bây giờ tôi coi kỹ rồi còn không biết, không có xác nhận được là có bị gài không, mình không biết. Yeah. Hay là tự nó rớt không biết, cái đó là tôi không dám nói. Yeah. Nhưng mà khi mà ông chết xuống á, ông té xuống á, trực thăng ông cháy thì cái đơn vị tôi á là ông Trí là ông cho tụi tôi tràn qua luôn, tức là ở đi vô vô Đầm Be. Yeah. Vô túc Đầm Be luôn, nhưng mà khi mà ông Trí chết một cái rút ra, trời đất ơi, rút ra còn chết dữ nữa. Mấy ông cứ leo lên ngọn cây mà ông bắn tụi tôi chết linh láng luôn, mà tôi chạy lốt thì xe tăng cán chạy ra mạnh nào đó chạy mà từ cái Đầm Be ra, trời đất ơi, ra tới quải rồi tới tới Đầm Be là thấy là thoát chết rồi đó. Nhưng mà cái số tôi không chết, số tôi mấy trận ông bắn tôi cũng trật lắc không chết. Tôi thoát được bây giờ là năm nay tôi đi lính vậy là 7 năm 8 tháng 14 ngày. Là chú mà lúc mà đi canh giữ xác của cái ông Đỗ Cao Chí là ở chỗ nào chú? Là lúc đó nó là ở quốc lộ 7 á. Quốc lộ 7. À không phải. Ừ, nó ở kêu bằng để tôi nhớ coi. Trời ơi, mình coi qua giờ mình quên. Cái đơn vị tôi á 38 là đang ở đó. Dạ. Yeah. 38. Bắt đầu ông ấy một trực thăng rớt một cái rồi tụi tôi hành quân lên giữ bao xung quanh hết. Bao xung quanh được chiếc trực thăng đó, chứ không có vô được đó đâu, vô được trực thăng là đâu phải cho vô được. Bao giáp vòng tụi tôi đứng giáp vòng xung quanh nó gác hết. Là gác xung quanh chứ cái bay rớt thôi. Ờ, gác để rồi họ lấy xác của ông về. Ừ. Chứ còn mà khi tôi đánh ở quốc lộ 7 á là ông đại quý Đại quý Trác. Đêm đó mấy ông đánh cái đồn tôi chạy ra cái là ông Trác không bị pháo vô cái là rớt một cái miếng kim đầu không chết. Sáng đêm đó cái bỏ đồn chạy tôi rồi đi tay không, bỏ máy móc tôi bỏ hết tôi chạy bộ ra, mấy ông tràn vô mà tôi chạy ra tôi đi 7 ngày tôi mới tới rét. Nên là tôi lại lúc đi dòng biên rồi rượu tụi tôi nó chán, ở gặp nào lính rồi chán đâm thánh bà luôn. Hồi đó tôi không chết bên nó như vậy mà tôi ra tới Đầm Be tôi thấy tới rét tôi thấy tôi sống. Yeah. Nhưng mà giờ mình thấy bạn bè trời đất ơi mà tôi thấy tôi là bạn bè của chú lúc mà cái thời mà trong đó là mình biết nhiều thân nhiều chứ. Nói trắng ra là tôi biết cái ở cái tiểu đoàn 38 liên đoàn 5. Nhưng mà tôi ở là tôi ở đại đoàn 2. Cái đơn vị tôi là cứ xung ba đi khinh binh đi đầu không à. Rồi sau này á chết quá rồi thằng Thông á, thằng Trung Sĩ Thông nó mới đưa tôi. Nó thôi mày tôi thấy mày tội quá mày tao đưa mày vô làm thì tin. Nó đưa tôi vô thì tôi mới đi theo. Đầu tiên là tôi đi với ông Trung Quý Thảo. Yeah. Thứ hai nữa là ông Đại Quý Trác. Đại Quý Trác chết. Thứ ba là ông, ông gì mới chết ở Đầm Be đây, ông Đại Quý gì mới chết Đầm Be đó. Rồi thứ tư là có ba ông thôi. Ông Thảo với ông Đại Quý Trác. Đại Quý Trác bắt bỏ xác rồi sau này lên lấy xác được. Rồi sau này ông Trung Quý Tiến. À, ba có ba người. Ông Trung Quý Tiến là tôi với ông là tôi mang máy cho ông rồi lúc mà tôi bị bắt ông chạy đâu bắt ông thoát. Còn tôi bị hốt ông ra ngoài. Ra ngoài đó là có năm mấy rồi tôi về. Trao đổi Định Marie á, trao đổi tụi binh về. Yeah. Cái bắt đầu từ đó giờ sau là tôi về tụi dạy nữa. Tôi ở đây là cũng ở trong sóc đây, cái hơi nhà tôi bờ kia đúng là tôi vô đây. Là tôi ở đây tới bây giờ tôi không có làm gì hết. Từ hồi đó bây giờ về tôi không, tôi chỉ có đi làm thuê làm mướn làm bậy làm bạ tôi sống.
không có đồng tiền. Sau những cái cuộc đó là sau năm 75 mà chú làm đây làm tới tận bây giờ luôn. Và sau năm 75 là cứ sống như dân vậy nè. Yeah. Sống vậy đó, nhưng mà không có gì đó, cứ sống ở đây là từ đó giờ bây giờ thì hộ khẩu tôi là nằm ở phường Tâm Hiệp nè. Yeah. Ở phường Bình Đa. Yeah. Nhưng mà tôi mua cái nhà này là phường Tâm Hiệp thì cái căn cước công dân của tôi là phường Tâm Hiệp. Yeah. Nhưng mà gốc tôi là phường Bình Đa. Đó, tôi ở đó. Mà cái quận Đức Tu nè, tại sao mà tôi đưa lên là vì hồi xưa là ông bên vợ tôi rồi là ông làm trưởng phòng mà chánh là chánh quận Đức Tu. Yeah. Ông cũng làm lớn á, không phải giỡn. Ông chết rồi, ông cũng chết hết rồi, giờ còn yeah. Tất cả gia đình tôi giờ còn có mình tôi sống với đứa em gái nè. Ông anh tôi mà bảo vệ cho Liên Hợp Quốc bốn bên nó cũng chết rồi. Còn mình tôi. Chào cả nhà, thì đây là cái cuộc trò chuyện với mình và chú khi mà tới quay bức tượng thương tiếc. Thật ra trên cái cuộc hành trình của mình đó, mình thích nghe những câu chuyện ngày xưa của những người lớn tuổi truyền lại. Và chú là một người cũng trải qua một giai đoạn khá lâu rồi, cái thời Việt Nam Cộng Hòa, cái thời nó mà chiến tranh hai bên rồi sau này tới thời yên bình luôn. Thì đây là một câu chuyện là mình muốn có thật đó. Có thật của người thật việc thật luôn, nên mình muốn gửi lại cho quý vị nghe một cái câu chuyện đó của người trong cái hoàn cảnh lúc đó người ta kể lại để mình chiêm nghiệm, là mình nghĩ thôi, mình có thể là biết những cái câu chuyện của ngày xưa nó trải qua như thế nào chứ không phải là trên hình ảnh nữa. Thì đây là chú là một cái người đã tham gia cũng rất nhiều cuộc chiến. Tôi có hạ sĩ thôi. Yeah. Tôi nói là bây giờ trong trận đánh, thấy không? Thí dụ như bây giờ tôi gác nè, cái ông giòm là tôi giòm nè. Yeah. Tôi trường tin mà tôi trực, rồi có tụi nó nằm ở đó tôi trực. Mà hút cái đứa thuốc này cái tôi nói hướng mấy thí dụ lên xuống bao nhiêu trái phải bao nhiêu cái là chấm vô đó một cái là quà này quất lật liền đó. Còn đánh trận á là ra giữa đồng trống vậy đó. Mấy ống xung phong thì mình không lại thì mình chạy, còn nếu mà mình ngon lành thì mình dừng lại mình bắn. Yeah. Nhưng mà chạy hầu hết là tôi thấy là mua kích thì mình còn đánh được, chứ còn mà đánh xung phong mình không lại đâu. Yeah. Mấy ông lùa ra trời đất ơi, nó chết như rạ. Một trung đội đi đầu lên rồi báo cáo về, rồi về đại trưởng, về mấy tôi á, chết hết rồi. Ghê không? Mà bị lộ hết. Lộ hết. Hai bên mà sắp lắc cài thì bắn nhau chắc cũng ghê lắm mà chú à. Lúc đó thằng nào ngon, thằng nào khỏe thì nó thằng nào nhát chạy là chết. Nằm lại cũng chết. Làm lại thì lên AK lựa cái CKC cũng không gắn cái súng máy đó, tới thì cứ lụi thôi là chết, còn hãy chạy được thì thoát, chạy bạc mạng thì thoát. Bắn tôi á, tôi học trong trường chạy chữ dắt không đúng. Cuối cùng cái biết sao, tôi nhảy vô bụi tre, không biết cái bụi tre vậy mà không biết sao mà tôi chạy, tôi sợ chết, tôi chạy chung vô đó nằm tới sáng luôn, chung vô được bụi tre gai á. Yeah. Trời đất ơi, nó ổn má thằng Khiết, nó mới hôm qua nó lên đây. Cái nằm ở trong mà đau chết mẹ, nó ghim chảy máu. Nó lên, sáng nó lên nó kiếm, nó nói tao còn sống rồi, tao nằm trong này rồi, tụi bay ơi. Bắt đầu nó cho lao công đầu binh chặt cái bụi tre đó, cả buổi trời mới lôi xác, mới lôi tôi ra được. Yeah. Mặt mũi chân tay tôi, bụng gan tôi, gai tre nó đâm á, chứ yeah. không chỗ nào đâm mấy hết á. Bây giờ lúc mà tôi chung vô là cái nón sắt, mà không biết sao. Tôi chạy tôi ban một cái ầm một cái mà không biết làm sao mà tôi lọt vô giữa bụi tre tôi nằm. Trời tối mới không thấy. Cuối cùng sáng thì tôi lên, nó nói là lên kiếm con nào còn sống đưa về. Cái tới bụi tre nó tôi nằm trong tôi nói trời ơi tao còn sống rồi, tôi quay ơi đưa tao ra. Hết hồn nó nói đằng nào trống, nó nói Khiết nè. Trời ơi nó nói ủa Khiết Trường Tinh là trung quý nó còn sống. Ông cho lao công đồ binh chặt cả buổi trời cái bụi tre nó nguyên cái lỗ vậy nè mới đưa tôi ra được. Mà lúc đó tôi bất tỉnh, gần bất tỉnh rồi đó. Yeah. Mà tôi còn tỉnh lại không chết. Còn mà đánh như ở Quảng Trị á là tụi tôi xuống dàn hàng ngang đánh mấy ông xung quanh, tụi tôi chạy chứ đông quá là sao mà đánh được, chạy riết chạy tới bãi cát Hải Lăng đó. 6 thằng tôi nguyên cái hầm chung cho trống, thằng thì mang đủ súng đạn luôn, đủ hết vô cái hầm mới ngồi đó. Cái nó nói thôi bây giờ thành là phía bây giờ tự sát chứ còn không thể nào sống, bị tôi đi lúc nào tôi cũng đeo hai trái mini đây nè. Cái bắt đầu mà cầm hai trái mini nó giờ sao tụi bay đồng ý phải không, rồi
năm thằng tao ngồi trong này còn mày ra trước ngay miệng hầm. Giờ tụi tao nằm đó bên ngồi đó chờ mà giục xuống là chết hết đó, chứ giờ không cũng bị bắt cũng bắn chết. Tao nói tụi bay vậy đó, tao ok rồi, tôi rút hai trái mini ra rồi tôi cắn, tôi cầm tay rồi tôi thường tin tôi có hai trái mini, cầm hai trái. Tao nói giờ bắt đầu tôi giục nha. Nói vậy cái tôi run, giục mà tôi run. Cái tôi nhớ tới vợ tôi giờ nè, tôi nói trời ơi, lúc đó mà mình thả mình chết rồi, bà anh sao mà ấy về gặp được. Cái bắt đầu tôi giục một cái lên lề bên đây trái nữa, xe tăng nó lợi, tôi nói chĩa xe tăng mấy ông đó, tới chĩa hàng chống chống chết, tôi đầu hàng trước. Mấy ông nói mấy ông bộ binh đầu bắn tôi, mấy ông xe tăng nói không có được, bắt sống nó không có bắn. Giơ tay đầu hàng, bắt đầu mày có cái gì trong người, nó dạ súng bỏ hết rồi còn gì, dạ không có gì trong người, không có gì hết nữa, là nó xét mà nó xét, nó cầm cái AK chĩa vô người tôi, nó xét nếu có súng mà nó bắn, có lựu đạn nó bắn tôi rồi. Tôi lúc đó có hai trái thôi rồi xong. Tụi kia dưới tưởng chết, nghe nổ cái đùng cái tưởng đâu chết, nào cũng ngồi đó bất thình lình bất tử hết, sợ tưởng sao hơi cái nó còn hai dưới, nó dạ còn năm thằng, năm người ở dưới bạn tôi không mà. Nó có súng đạn nữa, dạ có, nó chĩa súng nó chung lên từng thằng, mà nếu thằng nào cầm súng là lên đây tao bắn, bỏ súng dưới hầm hết, lên hai tay giơ ra, nó chửi tôi quá trời, đụng má mày đất ơi, cũng mà tự mày đó mà giờ tụi tao bị bắt. Tao nói đụng chưa đó, rồi hỏi mày tao thả ra chết hết sao, nó thà chết chưa bắt, đi bộ ra quả sau này nó về nó cảm ơn tôi. Nó nói hồi đó mày nhát chứ mày mà gan mày đục mày chết mẹ rồi, làm sao mà sống được. Mấy ông bắt tôi mấy ngày đêm mới tải tôi ra ngoài, mấy tháng trời mới tới Nam Định, tới huyện Nam Đàn, Bác Hồ đó, với lại Thanh Hóa, Nghệ An đó. 8 ca tôi ở ca 8, 7 ca, ca 7 là ca hàng binh. Bắt do đó là hàng ngày mình làm gì chứ? Hàng ngày là sáng ra có gì, điểm danh. Bắt đầu là có bộ đội tới, đi rút hầm cầu, rồi mấy thằng xung phong. Rồi, rút hầm cầu mà xung phong nữa. Xung phong, làm nó nhẹ. Lúc hầm cầu cũng nhẹ, còn mà đi chặt nứa, đi chặt tre, chặt cây về làm nhà. Bắt đầu tôi xung phong, trời ơi tôi ra thấy cầu, cái cầu của mấy tù nó đi là tôi hết hồn, nó đầy nhóc là tràn nữa nè. Cái tôi thấy là mày đứng đâu, đi tay không, còn mấy thằng sau đi lấy xô. Tôi nói có làm gì không biết, dắt ra cầu rồi, cầu này 7 tao cần 10 người thì 10 cái cầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người rồi, hai thằng. Cái thằng đứng đầu nhảy xuống, trời đất ơi, là chú nói, nhảy xuống. Chú đứng đầu à? Tôi đứng hàng đầu. Mày nhảy xuống, nói dạ, không dám nhảy. Tôi nói cứ không mà sao nhảy. Ông nhảy một cái rồi nó ngập tới cổ, tới đầu sao mà ấy. Nó nói dạ cán bộ ơi, giờ cứ không sao. 1, 2, 3 rồi là cái ùm cái là súng nhau, 10 thằng nhảy xuống hết. Nhảy mà tôi nói thiệt á, dòi á, phân á, nó tới cổ nè. Mà cái tay thì giơ lên giày để mà vuốt. Trời ơi, dòi nó bò tùm lum tà la hết. Rồi cái mới là lấy cái xô á, múc ở dưới đưa lên cho thằng khác đi đổ, múc rất cạn thôi, chứ đâu có hầm, đâu có đường rút. Tôi bị mà làm sao kia đây, tôi không dám đi nữa. Còn á, tối á, mà ngủ ở trong trại á, là cái kiểu như là thí dụ như cái trại dày là mấy chục người, là đầu quay vô trong kia, chân qua đây, giữa này có con đường đi, đầu quay đây, chân đây. Thì tối là có những mòn mô tô lô ba vô đến mùng 1, 2, 3, 4 gãy cuốn có đi, 1, 2, 3, 4 gãy cuốn có đi, mô tô lô ba chả đi hết. Thì đi đâu chứ không biết, sau này tao đổi tụi bên giờ không thấy mặt nó. Rồi tôi xưa ra quải mà tối nằm á, kể là đi uống bia hay là đi gì chết à. Tôi bị vô nhà cùng vậy nè. Cầm hai chân lại luôn á, cầm hai cái chân hai tay lại luôn á, hai tay ví dụ ngồi dưới đất mà dở cái chân lên vậy nè, cái tay để về cùm nè, thấy không, cùm mà tôi nói kiến lửa với rít nó cắn thấy mẹ luôn, cắn ở đít ngắn ở lưng bụng bị cắn thấy bà luôn cả đêm, mình đâu có phủi được đâu, phủi sao được đó. Tới sáng cái là bắt đầu thả ra, cái tội đó là tội gì, tội nói chế độ cũ này kia rồi làm sao không dám, còn mà đi làm á tôi đói quá, tôi thấy củ cái mì cái lớn này nè mà nó sống, cái tôi đào tôi dòm không thấy cán bộ mấy con lính như chơi hết, tôi lấy tôi dùng dụng cái bỏ tôi nhai tôi nuốt coi mày sống nha. Tối về tôi bị liền say chứ hả, không say
tôi bị kiếm điểm. À, sao nói, ai biết mà tôi kiếm điểm hay. Để tôi nói nha. Nó đọc cái số tù của tôi ra. À, số thứ tự ra cái tôi chết mẹ, ủa nay mình có tội gì mà ra vậy ta? Mà trời lạnh rung, nó không lấy ra cái hôm nay cái số tù này là ở nay đi làm vi phạm cái gì? Tôi nói dạ em không có vi phạm, em làm tốt mà. Em cuốc, em cuốc khoai mì rồi em làm đàng hoàng, đâu có phạm lỗi gì. Vô nhà cùng. Chừng nào tự thú thì mới khai, tự khai ra thì thả. Vô trong bức cùng tôi vậy đó. Đến lúc cái thằng bạn tôi thằng An nó ra, nó nói ê kiếp, nay mày có lượm khoai mì mà ăn mày, nó chết mẹ rồi, có mày. Tao lượm cũng một miếng tao ăn thôi. Thế nó nói vậy là mày ra mày nhận đi. Nằm trong thưa cán bộ, em ngày nay em có phạm cái lỗi là em lượm củ miếng khoai mì em nhai em nuốt, lần sau em khắc phục sửa chữa. Rồi cái kêu lính nó mới ổng vô mở ra, tôi vô ngủ mà run ấy, mà kiếm nó cắn còn vấn đề tù mà cùng trăng á. Là không có cái đầu óc là vừa trốn á, là chết với mấy ổng á. Cùng trăng là cùng sao phải không, một cái chân để vô đó, còn cái tay là cái cùng, thí dụ một thước hai thì nó làm cái đó một thước mốt. Bắt đầu kéo tay ra, cái chân đó kéo ra, cái là bỏ vô cái cầm thì cái lưng giãn, không có nằm dưới đất mà nằm vậy. Tiếng đồng hồ sau dậy đi không nổi. Biết sao nó giãn như sống. Đi không nổi. Mà thằng nào bị cái đó là tiêu. Nó giãn như sống mà bị ấy luôn. Liệt luôn chứ. Hồi tôi ở tù quá, hồi tôi ở tù quá, tôi bị á. Rồi nhiều lắm, nhiều cái còn đi làm á, đi nát nứa lắc tre thì rồi thôi không nói. Dắt nứa dắt tre là tự là mình đi lên để mình chặt cây về mình làm cái trại tù mình ở. Chứ không có ai làm cho mình sẵn. Tôi nói tải đi, trời mưa dầm dề ướt mẹp hết. Mà ra tới quải rồi á, đầu tóc nè, dài, chân tay quần áo rách rưới, không còn cái gì á. Ra nó chợ trong cho đến trại tù để mà có chỗ ở, chỗ ngủ. Cái trời mưa tầm tã tới, rồi tới trại tụi mày rồi đó, bây giờ dừng lại. Rồi cán bộ trại nằm chỗ nào cũng bộ, đây. Trời đất ơi, sao mà mưa quá cán bộ. Mưa thì đục mưa tới sáng mai rồi dựng trại lên mà ở. Trời đất ơi, sáng mai rồi dậy phát cho mỗi thằng một con rựa. Mày đi chặt cột, mày đi chặt tre, mày đi ấy tranh. Lột lên thành một cái nhà để mà tập trung vô ở. Từ cái nhà đó mới thành lập ra 8, 9, 10 cái láng cho tụi tôi ở nhà tù á. Dạ. Nhưng mà có một cái là mấy ông không có đụng chạm tới mình nha. Hay á. Không có đụng chạm tới, không có đánh đập, không có cái gì hết. Mấy ông không có đánh đập gì hết. Không, không có đánh đập, chỉ có mình phạm tội. Mình nhận tội là mình được tha. Còn nếu mà mình không nhận tội là đố mà tha. Không, mấy ông biết nhưng mà mấy ông im thôi để coi thử mình có nhận mình tội. Phải nhận tội. Thí dụ như vậy đó, chứ mình không nhận tội là không được. Không có tha. Dạ. Yeah.